Chiều ngày 7 tháng 8, tại Công an tỉnh An Giang, Công an tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ, bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Đến dự lễ có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, đồng chí Võ Minh Hoàng, Thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra cùng lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam, An Giang, trưởng các phòng ban nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, thị, thành phố tỉnh. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh, trao quyết định của Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, nhận nhiệm vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình mong muốn trong vai trò trọng trách mới, Đại tá Nguyễn Thanh Hà cùng với tập thể đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục nâng cao hiệu quả, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiềm chế, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, củng cố xây dựng đảng, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, củng cố vững chắc niềm tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân đối với lực lượng công an. Nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Nguyễn Thanh Hà cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tín nhiệm trao trọng trách mới cho đồng chí. Đây là vinh dự, song cũng là trách nhiệm rất lớn đối với bản thân. Trên cương vị Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Đại tá Nguyễn Thanh Hà hứa sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, phát huy tính chủ động sáng tạo, kế thừa và phát huy những thành tích vẻ vang của Công an tỉnh An Giang, luôn sâu sát cơ sở cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ ra sức phấn đấu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng tập thể trong sạch vững mạnh và luôn bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã tin tưởng giao phó, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.